Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố bị can, tóm tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Song, 39 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, Song đã ly hôn hoàng hậu và sống với hai con trai. Đầu năm 2017, Song quen và đưa bà Kim Nợ, 38 tuổi, ngụ thôn Bào Đồng, về sống như hoàng hậu chồng cùng nhà. Bà Nợ cũng ly hôn chồng và có con gái riêng là cháu Nguyễn Thị Thờ, sinh ngày 15 tháng 7 năm 2003. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2018, Song nhiều lần đánh lút quan hệ tình dục với cháu Thờ. Khi biết cháu Thờ có thai, Song nói cho bà Nợ biết và kêu bà Nợ đưa Thờ đi phá thai. Bà Nợ đưa Thờ đi khám và biết cháu Thờ có thai khoảng 5-6 tuần tuổi nên đã đòi hỏi y sĩ phá bỏ. Đáng nói, từ tháng 12 năm 2018 đến nay, Son, bà Nợ và Thờ nối tiếp ngủ chung giường và cùng quan hệ tình dục với nhau. Để tránh hậu quả, bà Nợ còn cho tiền Thờ để mua thuốc ngừa thai. Mới đây, giữa bà Nợ và Son xảy ra mâu thuẫn nên bà này khó chịu đã đến cơ quan công an tố cáo vụ việc.